mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 16 từ câu 13 đến câu 20. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippi, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Suy niệm: hôm nay, trong trang tin mừng, chỉ với hai câu hỏi của Đức Giêsu dành cho các môn đệ, Thánh sử Matthew đã lần lượt cho chúng ta chiêm ngắm hai khía cạnh khác nhau, hoặc hai nhận định khác nhau của những người Do Thái thời bấy giờ về con người của Đức Giêsu Kitô. Nhận định thứ nhất thuộc về đám đông dân chúng. Họ cho rằng Đức Giêsu chính là ông Gioan Tẩy Giả. Đức Giêsu là ngôn sứ Elia, ngôn sứ Jeremia hay một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Sở dĩ đám đông dân chúng đã đưa ra nhận định như thế là bởi vì họ đã được lắng nghe những lời giảng dạy đầy uy quyền, sự mới mẻ đến từ Đức Giêsu. Họ chứng kiến phần lớn những phép lạ Đức Giêsu đã thực hiện, như phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng, phép lạ chữa lành cho những người đau yếu, những người bệnh tật, những người bị quỷ ám. Tuy vậy, đám đông dân chúng vẫn chưa hiểu rõ về con người của Đức Giêsu, chưa hiểu đúng về sứ mạng của Đức Giêsu nơi trần gian này. Sứ mạng mặc khải cho con người được biết về tình yêu của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người, đường lối, nhiệm màu mà Thiên Chúa sẽ thực hiện để cứu độ con người. Nhận định thứ hai thuộc về các môn đệ, thuộc về những người thân thiết nhất của Đức Giêsu Kitô. Còn anh em bảo thầy là ai? Đây chính là câu hỏi Đức Giêsu muốn dành cho những người thân thiết nhất. Câu hỏi đã được Simon Phêrô, đại diện cho các môn đệ, trả lời với thầy: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, còn hơn là một câu trả lời, nhưng còn là lời tuyên xưng niềm tin của Simon Phêrô nơi thầy của mình. Đó cũng là một hồng phúc được chính Thiên Chúa mặc khải cho cá nhân ông Simon Phêrô và cho tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu, và ngày nay là cho tất cả Kitô hữu chúng ta. Quả thật, nhờ hồng phúc đức tin đến từ Thiên Chúa, Simon Phêrô đã nhận ra thầy Giêsu chính là Đấng Mêsia mà các ngôn sứ đã không ngừng loan báo trong thời Cựu Ước. Thầy Giêsu chính là Đấng Kitô mà muôn dân vẫn hằng mong đợi. Và hơn thế nữa, thầy Giêsu là con Thiên Chúa, là Đấng phải đến trong thế gian. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, như thế, ông Simon Phêrô
tuy đã được đón nhận hồng phúc đức tin đến từ Thiên Chúa và đã mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin của mình, thế nhưng hồng phúc đức tin ấy cần được Thầy Giêsu củng cố thêm. Và quả thật, Thầy Giêsu đã củng cố niềm tin cho ông, để cho ông được chiêm ngưỡng dung nhan thật sự của Người, ngôi hài Thiên Chúa trong biến cố hiển dung. Thầy Giêsu còn củng cố niềm tin cho các ông qua những lần hiện ra với ông, sau khi Thầy sống lại từ cõi chết, sau khi Thầy được phục sinh vinh hiển. Sau đó, ông Simon không chỉ tuyên xưng niềm tin vào Thầy, mà còn tuyên xưng cả tình yêu của ông dành cho Thầy. Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Và Thầy Giêsu đã đón nhận tất cả niềm tin yêu của ông, đón nhận để trao cho ông sứ mạng chăm sóc đoàn chiên của Thầy, đón nhận để mời gọi các ông chia sẻ sứ mạng của Thầy, sứ mạng làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy, và đón nhận để đặt ông là nền tảng để Thầy xây dựng hội thánh của Thầy nơi trần gian này. Câu hỏi của Thầy Giêsu năm xưa dành cho các môn đệ cũng chính là câu hỏi mà Thầy Giêsu muốn dành cho mỗi người Kitô hữu chúng ta hiện nay. Còn anh em bảo Thầy là ai? Chắc chắn với những hồng phúc mà chúng ta đã và đang nhận lãnh từ chính Thiên Chúa, hồng phúc được làm con Thiên Chúa qua việc lãnh nhận bí tích rửa tội, hồng phúc được thừa hưởng gia tài đức tin của hội thánh qua việc tham dự cử hành thánh lễ, tham dự các cử hành phụng vụ khác, qua những bài giáo lý, qua những lời kinh nguyện và qua việc làm bác ái hy sinh. Cách đặc biệt, hồng phúc được lãnh nhận chính con Thiên Chúa ngự đến trong tâm hồn chúng ta qua bí tích thánh thể mà chúng ta nhận lãnh mỗi ngày. Những hồng phúc ấy không ngừng nuôi dưỡng và củng cố đời sống đức tin cho chúng ta, để chúng ta biết dâng lên Thiên Chúa tâm tình cảm tạ và tri ân vì biết bao điều tốt lành mà chúng ta đã nhận được, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương của Ngài cho chúng ta, để nhờ đó chúng ta luôn đặt niềm tín thác, cậy trông và yêu mến ở nơi Thiên Chúa. Và cũng nhờ đó, chúng ta có thể tuyên xưng niềm tin của chính mình vào Chúa Giêsu: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Qua những cử chỉ yêu thương của chúng ta dành cho người khác, ước mong rằng mỗi người Kitô hữu chúng ta nhận ra những hồng phúc mà Thiên Chúa hằng tặng ban cho chúng ta mỗi ngày. Đồng thời, chúng ta cũng xin Chúa giúp chúng ta biết sử dụng những hồng phúc ấy để phục vụ cho Chúa, hội thánh và tha nhân. Amen. Người chết cho anh, người chết cho tôi, người chết cho đời. Vì tình yêu mến, người chết thương đau. Người là ai? Người đã sống lại, người sống lại rồi, đem nguồn hạnh phúc cho anh, hạnh phúc cho tôi. Người tôi dấu yêu
người tôi mến thương, hỏi người là ai? Xin cho tôi biết đường, người là ai? Là Chúa muôn một chiều nắng chia ly, người vác say mê thập giá ê chề, nhìn về đỉnh núi can về. Người thương yêu thập giá tiêu điều, rồi chết một chiều cho tình dâng hiến, từ đó lên ngôi đẹp nhất trong tôi. Hỡi người tôi sâu yêu, người tôi mến thương, hỏi người là ai? Xin cho tôi biết đường, người là ai? Là Chúa muôn loài. Viết hôm xưa từ đó bay xa trận thế chan hòa, ngàn lời thương mến tình Chúa vô biên. Bài tình ca tôi viết cho người, tôi viết cho đời, ca ngợi tình Chúa được hát trên môi và mãi khôn nguôi. Hỡi người tôi giao yêu, người tôi mến thương, hỏi người là ai? Xin cho tôi biết đường, người là ai? Là Chúa muôn loài. Chúa ngôi hai là đấng thiên sai đâu hết muôn loài. Ngài là Thiên Chúa đã mến thương tôi, để hôm nay hồng phúc dư đầy trong trái tim này. Xin Ngài nhận lấy tình khúc tri ân, người dấu yêu ơi. Hỡi người tôi sâu yêu, người tôi mến thương, hỏi người là ai? Xin cho tôi biết đường, người là ai? Là Chúa muôn loài.